Ok, xin chào các bạn, xin chào các bạn đi dốc fan yêu quý của Belo Lê Thái Tổ. Rất là vui khi gặp lại các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ. Vâng, và để đáp ứng những cái yêu cầu của các bạn đi dốc fan trong ngày hôm nay đã nhắn tin rất là nhiều đến Belo Lê Thái Tổ. Các bạn muốn Belo đập hộp những cái phiên bản đi dốc G-Steel, đặc biệt là phiên bản đi dốc G-Steel All Black, phiên bản GST S300G 1A1. Đây là một phiên bản cũng đang rất là hot tại Belo Lê Thái Tổ với một cái kích cỡ vừa phải. Nó là thuộc dòng đi dốc G-Steel và size nhỏ. Nó phù hợp cho các bạn có cổ tay khoảng 14-15cm trở lên là chúng ta đã đeo rất là đẹp mẫu phiên bản này rồi. Các bạn có cổ tay 16 thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Chúng ta cũng có thể đeo GST S300G 1A1 cho nó gọn. Hoặc là các bạn có thể đến với những cái phiên bản như là GST S100 hay là S400, 410. Thì chúng ta sẽ sở hữu một cái G-Steel nó có kích cỡ to hơn. Và mặt số của nó đương nhiên là nó sẽ to hơn một chút so với cả mẫu 300, GST S300 và 310. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp GST S300G 1A1 phiên bản All Black cho dòng G-Shock G-Steel size nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ nha. Ok, và GST S300G 1A1 của chúng ta cũng sẽ sở hữu một chiếc hộp kép với hai ngăn. Ngăn trên của chúng ta sẽ là nơi đựng một số các cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất và nhà phân phối. Chúng ta sẽ có module máy là 5525 cho dòng GST S300 và 310 nói chung. Ok, và khi mà các bạn mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất cũng như là nhà phân phối. Chúng ta sẽ có quyển sách về hướng dẫn cho module 5445 và 5525 sẽ sử dụng chung cái quyển sách này. Chúng ta sẽ có thêm một cái quyển nốt về các cái lưu ý trong quá trình sử dụng với cả những cái mẫu pin năng lượng mặt trời, thì các bạn sẽ có thêm một cái quyển nốt như này. Thì nói chung thì Casio G-Shock họ sẽ lưu ý với các bạn là khi mà các bạn sử dụng các mẫu pin năng lượng mặt trời mà các bạn để ở trong hộp lâu, các bạn không sử dụng thì nó sẽ xảy ra tình trạng là đồng hồ nó sẽ tự động chuyển về cái chế độ standby, và khi mà các bạn lấy chiếc đồng hồ đó ra các bạn sử dụng thì có thể là chúng ta sẽ không thấy hoạt đồng hồ nó hoạt động bình thường. Thì khi mà rơi vào các trường hợp như thế thì các bạn sẽ chỉ cần đưa đồng hồ ra ánh nắng mặt trời khoảng 5 đến 10 phút để cho pin của chúng ta sạc được một tốt hơn, và sau khoảng thời gian đó thì các bạn cầm vào nhà luôn, cầm vào bóng râm và các bạn cầm vào cái môi trường có ánh sáng đèn led là như vậy là được, và đồng hồ của chúng ta nó sẽ sạc lại một cách bình thường. Ok, là một cái lưu ý nhỏ như vậy thôi. Và các bạn cũng sẽ tránh lưu ý là không để đồng hồ chúng ta trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian quá dài. Nó sẽ làm giảm tuổi thọ của các cái chi tiết máy cũng như là chi tiết về thân vỏ, vì dưới ánh nắng mặt trời là một cái tác nhân gây quá nhiệt cho những cái phụ kiện của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ còn có cả cái thẻ bảo hành quốc tế cũng như là bảo hành 5 năm trên toàn quốc. Chúng ta sẽ có hai cái chế độ bảo hành tất cả, được hãng Casio và nhà phân phối Casio G-Shock tại Việt Nam đem lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ có thời lượng bảo hành 5 năm trên toàn quốc Việt Nam. Và các bạn có thể thấy là chúng ta mua G-Shock chính hãng phân phối chính thức ở Việt Nam nó sẽ rất là lợi. Chúng ta sẽ được hỗ trợ chính thức bởi Casio G-Shock trong thời hạn là 5 năm. Và 5 năm này thì các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về thân máy của đồng hồ chúng ta. Chúng ta sẽ được thay máy mới luôn khi mà chúng ta bị chết kim này, đồng hồ số không hiển thị này, hoặc là chúng ta bị vào nước. Đó, tất cả những cái lỗi gì về thân máy thì chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm. Đây là một thời lượng bảo hành cực kỳ là tuyệt vời, và nó chỉ áp dụng cho những khách hàng tại Việt Nam mà thôi. Đó, và song song với đó thì Casio G-Shock họ cũng mang đến cho chúng ta một cái tiện ích thêm, đó là bảo hành quốc tế 1 năm. Thì các bạn có thể tham khảo những cái đối tác, rất là nhiều các đối tác của Casio G-Shock tại đây ở phần phía sau của sách này, và cũng có rất là nhiều các bạn khách hàng của Belo. Các bạn mua đồng hồ G-Shock xong thì các bạn đi du học thì mình cũng lưu ý với các bạn là các bạn nên cầm theo giúp mình cái thẻ bảo hành này kèm với cả cái quyển sách này để các bạn có thể tìm được đến những cái nhà phân phối tại các nước sở tại mà các bạn đang theo học, để chúng ta có thể nhận được cái sự hỗ trợ cũng như là bảo hành từ phía Casio G-Shock. Và với cái thẻ này là International Warranty Card, nó sẽ có giá trị trên toàn cầu trong thời hạn 1 năm các bạn nha. Còn ở Việt Nam chúng ta sẽ được bảo hành lên đến 5 năm, rất là tuyệt vời. Vâng, và ở phần dưới của chiếc hộp này thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp thiếc hình lục giác với thiết kế đặc trưng của dòng G-Shock G-Steel. Khác với những chiếc đồng hồ G-Shock thông thường thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp thiếc hình lục giác với những cái vân đặc trưng của chất liệu thép, và chất liệu thép cũng là cái vật liệu chủ đạo làm nên chiếc đồng hồ G-Shock G-Steel của chúng ta. Ok, và không để cho các bạn chờ lâu nữa thì xin giới thiệu với các bạn phiên bản
GST S300G 1A1, một phiên bản G-Shock All Black, có thể nói là cực kỳ là tuyệt vời, rất đẹp và nó thường xuyên nằm trong cái list cháy hàng tại Belo Lê Thái Tổ. Các bạn có thể thấy là mở ra thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc đồng hồ rất là sang trọng trong thế giới đồng hồ G-Shock tại Belo. Các bạn sẽ nhận được một chiếc đồng hồ All Black với dây nhựa màu đen, đen mờ của chúng ta. Và đây là vật liệu nhựa uretan, một cái chất liệu nhựa rất là mới của Casio G-Shock, ứng dụng trên những cái dòng G-Shock cao cấp như là G-Shock G-Steel. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây nhựa mà nó rất là mềm, nó mềm hơn so với cả dây của GA100 hay là 110. Cùng với đó là cái phần mặt dưới này nó rất là mịn, nó sẽ giúp cho các bạn là các bạn đeo lâu trong khoảng thời gian dài chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Và một điểm đặc biệt ở cái phần dây này nữa, trên những cái mẫu G-Shock G-Steel thì chúng ta có thể thay sang cho nhau được. Các bạn có thể thấy là chúng ta các cái mẫu G-Shock G-Steel size to cũng như là size nhỏ thì nó sẽ dùng chung một cái cỡ dây, nó chỉ khác nhau về cái cỡ mặt mà thôi. Sau đó là các bạn sẽ sử dụng chung được cái phần dây này. Và nếu mà các bạn yêu thích những cái bộ dây của những cái mẫu G-Steel khác thì các bạn hoàn toàn có thể inbox cho G-Shock VN Belo Lê Thái Tổ để chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn, và các bạn có thể đặt mua thêm cái bộ dây G-Shock G-Steel của các cái mẫu khác. Ví dụ như chúng ta có thể đặt dây mẫu nhựa màu đỏ này, nhựa màu xanh này, nhựa màu trắng này, chúng ta có thể đặt dây da nâu, dây da nâu sáng, dây da nâu tối, và chúng ta có thể đặt thêm cả dây thép nữa. Các bạn có thể tham khảo đầy đủ những cái bộ dây nằm trong phần phụ kiện dây G-Steel mà Belo đã soạn sẵn cho các bạn để các bạn tham khảo. Và các bạn thích phiên bản dây nào, hoặc là các bạn xem được cái mẫu G-Shock G-Steel phiên bản dây nào mà các bạn ấn tượng, thì các bạn có thể hoàn toàn inbox cho Belo để chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn tốt hơn. Và nhờ lẽ đó mà chúng ta sẽ kết hợp được dây với cả mặt đồng hồ, tạo được nên rất là nhiều các phiên bản. Và đặc biệt thì GST S300G 1A1 của chúng ta có một cái mặt phối màu mặt, có thể nói là chúng ta rất là dễ phối với đủ các thể loại dây. Chúng ta sẽ có viền benzen kép ở đây, thì chúng ta có một cái phần khung benzen ở đây hoặc làm hoàn toàn bằng thép các bạn nha. Đây là dòng G-Shock G-Steel, do đó là cái phần khung benzen này nó làm hoàn toàn bằng thép. Và cái dòng G-Shock G-Steel được xây dựng trên cái triết lý là viền benzen kép. Viền benzen kép thì các bạn có thể thấy là hai cái phần khung này nó được tách ra. Đó, nó được sử dụng hai vật liệu khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có là vật liệu nhựa này, nhựa cứng này, và chúng ta sẽ có phần khung thép cố định ở giữa. Và với mẫu GST S300G 1A1 này thì cái phần viền benzen trên của chúng ta cũng sẽ bằng nhựa, và nó sẽ tạo nên được một cái cấu trúc đa lớp, nó gọi là đùa benzen. Thì nó có tác dụng là hấp thụ cái lực va đập, và nó phân tán cái lực va đập khi mà các bạn trong quá trình sử dụng, mà các bạn chẳng may bị các bạn bị va đập mạnh, thì các lực này nó sẽ được phân tán đi và nó sẽ không tác động trực tiếp vào bộ máy của đồng hồ. Nó tạo nên cái khả năng chống sốc vô cùng là tuyệt vời trên những chiếc đồng hồ G-Shock cũng như là đồng hồ G-Shock G-Steel. Tiếp tục thì ở trên mặt đồng hồ chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ với hiệu ứng rất là đẹp ở đây. Cái phần mặt của đồng hồ này nó cũng sẽ là nơi để hấp thụ cái năng lượng ánh sáng và sạc vào cái viên pin, sạc đi sạc lại được ở phần phía trong của thân máy. Nó chính là cái module touch solar power. Đó. Phần các cái phần vạch chỉ giờ của chúng ta cũng sẽ được sơn màu sơn đen, và nó được hoàn thiện theo kiểu mài xước rất đẹp và rất là sang trọng. Cái mặt của mẫu GST S300G 1A1 này là một trong những chiếc mặt của G-Shock G-Steel mà mình thích nhất. Rất đẹp và thực sự rất là cuốn hút. Nhìn qua thì nó là một chiếc đồng hồ G-Shock rất là đơn giản, và nó rất là mang cái tính chất rất là ngầu. Nhưng khi mà chúng ta nhìn kỹ vào nó, chúng ta zoom nó lên, đó, chúng ta nhìn sát vào nó thì các bạn có thể thấy là những cái đường nét của nó được tách bạch ra rất là rõ ràng. Phần thân kim thì chúng ta sẽ có cái lớp phủ dạ quang rất là lớn ở phần thân kim. Thì với cái lớp phủ dạ quang lớn này thì có thể nói là các bạn xem giờ trong bóng tối cực kỳ là dễ dàng luôn. Kết hợp với cả đèn LED kép nữa thì khi mà các bạn đi chơi, đó, các bạn lên bar chẳng hạn, thì chúng ta bật đèn lên để chúng ta xem giờ về nhà, có thể nói là rất là dễ dàng. Ok, và GST S300G 1A1 thì sẽ có một số các cái điểm nổi bật về tính năng được Casio G-Shock giới thiệu ở trên phần tag của đồng hồ này. Chúng ta sẽ có touch solar này, solar power, tức là pin năng lượng mặt trời, với cái chỉ báo mức pin ở cái phần dial ở vị trí 6 giờ ở đây. Chúng ta sẽ có 3 mức là low, medium và high, viết tắt là LMH. Và chiếc mình đang trên tay ở đây nó là chiếc ở trong kho của Belo, do đó là cái mức pin của nó đang là mức medium.
Tiếp tục thì chúng ta sẽ có shock resistance, chống sốc nhờ cái viền đùa benzen và cái cấu trúc vỏ rỗng đã là độc quyền của Casio G-Shock trên toàn cầu. Double LED light nó chính là cái đèn LED siêu sáng, đèn LED kép, nó sẽ giúp cho các bạn là xem giờ rất là dễ dàng ở cả giờ kim và toàn bộ cái mặt số của màn hình. Nó là đùa LED LED light rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có 1/100 second stopwatch, nó chính là cái bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/100 giây. Thì các bạn dùng nút mode này để các bạn chuyển sang cái chế độ stopwatch và các bạn start stop ở nút search này. Đó, chúng ta stop cũng ở nút search và chúng ta reset ở nút adjust. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có countdown timer, chính là cái đồng hồ bấm giờ đếm ngược. Và mặc định thì đồng hồ chúng ta sẽ có một mức bấm giờ đếm ngược là 5 phút. Các bạn start stop ở nút search và chúng ta reset ở nút adjust. Rất là đơn giản. Và ở trong cái chế độ bấm giờ đếm ngược này thì chúng ta sẽ có thể tinh chỉnh được cái giờ đếm ngược. Ở đây chúng ta sẽ có 10 phút này. Chúng ta cũng có thể cài đặt lên 15 phút. Chức năng này thì mình đánh giá là ngày càng hữu ích hơn. Thì với các bạn nào các bạn hay đi tập gym chẳng hạn, thì chúng ta có thể bấm thời gian được để chúng ta căn được các cái bài tập của chúng ta là 3 phút hoặc là 5 phút thì các bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được. Hoặc các bạn tập chạy chẳng hạn thì các bạn có thể bấm giờ được, bấm giờ thể thao hoặc là bấm giờ đếm ngược cũng rất là tiện lợi. Thì các bạn hay tập thể dục thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái bấm giờ thể thao, bấm giờ đếm ngược và bấm giờ thể thao, bấm giờ tiến, nó sẽ rất là nhiều. Chúng ta cũng sẽ có World Time. World Time là chính là cái giờ quốc tế, viết tắt là WT. Thì ở cái giờ World Time này thì chúng ta sẽ dùng nút search này để chúng ta di chuyển đến các cái múi giờ khác nhau ở trên thế giới. Thì các bạn có thể dùng cái tính năng này để khi mà các bạn đi du lịch chẳng hạn thì các bạn có thể xem cùng lúc song song được hai múi giờ. Giờ điện tử chúng ta sẽ là chỉ cái giờ ở nước sở tại, còn cái giờ kim thì chúng ta vẫn là cái giờ home city, là giờ của nước nhà chúng ta. Và các bạn hoàn toàn có thể cài đặt, tự mình cài đặt được cái giờ home city. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn ở cái chế độ timekeeping mode thì chúng ta sẽ chỉnh được cái giờ của đồng hồ. Daily alarm nó chính là báo thức này, báo thức của GSTS 300G 1A1 thì chúng ta sẽ không chỉ có cài đặt được một chế độ giờ báo thức mà chúng ta cài đặt được tổng cộng là 6 cái chế độ giờ báo thức với 5 chế độ giờ báo thức đơn và một cái âm báo signal. Đó, on off cái signal này đi. Thì cái signal này nó chính là cái âm báo tròn giờ. Thì khi mà đồng hồ nó tròn giờ 00 thì nó sẽ báo lên. Thì các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều các bạn đã comment và các bạn gửi tin nhắn đến Belo là tại làm sao mà đồng hồ của các bạn là giữa 12 giờ nó lại kêu píp píp lên. Thì rất là có thể thì các bạn đã kích hoạt, vô tình kích hoạt cái chế độ signal này rồi. Thì nếu mà các bạn thấy cái ô mà có chữ SIG ở đây nó sáng lên như thế này thì các bạn hãy vào phần alarm và các bạn dùng nút search này để các bạn chuyển đến cái ô signal có viết tắt là SIG ở đây để các bạn bật tắt nó đi bằng nút adjust, vậy là được. Tiếp tục thì 200 meter water resistance nó chính là khả năng chống nước ở mức 23 hay là 200 m, nó giúp cho các bạn thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí là đi lặn với bình dưỡng khí khi mà các bạn đi du lịch, các bạn xem san hô thì cũng không gặp bất kỳ một cái trở ngại vấn đề gì cả. Nắp lưng của đồng hồ của chúng ta sẽ luôn luôn có một cái phần tem vàng chống giả rất là rõ ràng và lấp lánh như thế này. Đây chính là cái tem rất là giá trị với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy cái tem này chúng ta sẽ có thể hoàn toàn yên tâm. Đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Nó sẽ giúp các bạn nhận được đầy đủ cái chế độ bảo hành cũng như là những cái ưu đãi khuyến mãi tại Belo Lê Thái Tổ. Chúng ta sẽ có các cái thông tin khác cũng được Casio G-Shock họ dập chìm ở phần nắp lưng của đồng hồ. Nắp lưng của chúng ta sẽ được làm bằng thép không gỉ này. Chúng ta sẽ có module máy là 5525. Thì các bạn khi mà các bạn muốn xem cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt mà Belo đã biên soạn thì các bạn có thể search cái module máy này lên. Các bạn chỉ cần search ở trên Google là hướng dẫn sử dụng 5525 thì nó sẽ ra cái bài hướng dẫn sử dụng của Belo.vn đã đăng tải. Chúng ta sẽ có cái dòng sản phẩm ở đây là GSTS 300G này, Stainless Steel Back là nắp lưng bằng thép không gỉ này, Japan Movement này, nó chính là bộ máy được sản xuất tại Nhật Bản. Đó, Case in Thailand nó chính là lắp ráp tại Thái Lan. Water Resist 23 là chống nước ở mức 23 tương đương với 200 m. Và một điểm rất là đặc biệt của chiếc GST S300G 1A1 này thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần phụ kiện khá là thú vị là cái phần móc cài dây ở đây, khóa cài dây ở đây. Thì chúng ta
được sản xuất tại một đối tác của Casio tại Việt Nam, được họ dập chì vào đây, Casio Việt Nam. Và các bạn có thể thấy là những chiếc đồng hồ G-Shock của chúng ta được tập hợp từ rất là nhiều nơi trên thế giới để tạo được nên một chiếc đồng hồ G-Shock. Bộ máy của chúng ta sẽ được sản xuất tại Nhật Bản. Với chiếc GSTS 300G 131 này thì bộ máy của đồng hồ chúng ta được sản xuất tại Nhật Bản này. Và móc khóa của chúng ta, và có thể là dây này. Dây này thì mình chưa thấy là họ ghi là được sản xuất made in tại đâu, nhưng có thể là nó cũng sẽ được được sản xuất tại Thái Lan hoặc là Việt Nam mà thôi. Đó, thì cái móc khóa này chắc chắn được sản xuất tại Việt Nam này, và được lắp ráp cuối cùng, hoàn thiện sản phẩm tại Thái Lan. Đó, và tất cả thì Casio họ đều ghi rõ ràng ở phần nắp lưng này, Japan Movement là được lắp ráp tại Thái Lan này, Japan Movement là được bộ máy được sản xuất tại Nhật Bản này, Case in Thailand là được lắp ráp tại Thái Lan. Đó, và những cái phần phụ kiện này thì chúng ta có thể sản xuất tại Thái Lan hoặc là Việt Nam. Ok. Vâng, và G-Shock GSTS 300G 1A1 đang trực tiếp có mặt tại Belo Lê Thái Tổ, và vừa mới được bổ sung thêm số lượng rất là lớn tại Belo Lê Thái Tổ trong buổi chiều ngày hôm nay để phục vụ các bạn trong The Sale Black Friday này. Vâng, và Belo rất là mong sự ủng hộ của các bạn, nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các bạn. Và nếu các bạn có bất kỳ khó khăn gì trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage G-Shock VN của Belo để được chúng tôi hỗ trợ. Đó, về phần kích thước chi tiết của dòng GST S300G 1A1 thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã biết là GST S300G nói chung thì chúng ta sẽ sử dụng cho cổ tay nhỏ được. Chúng ta sẽ sử dụng cho cổ tay nhỏ được, và nó nhỏ đến đâu thì mình sẽ đeo trên tay để cho các bạn xem. Ok, các bạn có thể thấy là cổ tay của 16 của mình thì mình có thể đeo được rất là gọn cái mẫu GSTS 300G này. Nhưng thông thường thì với các cổ tay khoảng 16cm như mình thì mình tự thường tư vấn cho các bạn nên chọn cái dòng GSTS 100G hoặc là 400-410 để chúng ta có một chiếc đồng hồ G-Shock đúng chất hơn, thể thao hơn. Đó, và các bạn đừng ngại to khi mà các bạn đeo đồng hồ G-Shock vì nó là một chiếc đồng hồ thể thao với một phong cách hoàn toàn khác biệt so với cả những chiếc đồng hồ khác trên thị trường. Chúng ta nên đeo to một chút thì nó mới thể hiện hết được cái chất và cái độ khỏe khoắn của đồng hồ Casio G-Shock. Và do đó là cái mẫu GSTS 300G 1A1 này thì mình thường tư vấn cho các bạn có cổ tay khoảng 14.5-15cm thì chúng ta sẽ đeo được cái phiên bản này. Và kích thước vỏ chi tiết mà được hãng Casio G-Shock họ công bố đó chính là 49.3mm cho cả lúc cả càng này, 55.9mm cho chiều cao cả càng này, chúng ta sẽ có 49.3mm cho bề ngang. Đó, cả cái phần ghi ở đây chúng ta sẽ có độ dày là 15.3mm, một độ dày chấp nhận được cho cái phiên bản G-Shock sử dụng pin năng lượng mặt trời. Ok, các bạn có cổ tay khoảng 15 thì chúng ta rất là mạnh dạn, chúng ta hãy đeo chiếc G-Shock G-Steel này nha. Rất đẹp và rất là sang. Thì các bạn sẽ vô cùng là dễ dàng phối kết hợp cùng với những bộ trang phục của mình với chiếc GSTS 300G 1A1 này. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Minh Hưng. Thì mẫu G-Shock GA110 phiên bản Iron Man thì nó đã dừng sản xuất trong khoảng thời gian rất là lâu rồi. Do đó là chắc chắn là Belo cũng đã hết phiên bản này rồi. Vâng, và rất là cảm ơn sự quan tâm của bạn. Vâng, và khi mà các bạn đặt mua G-Shock tại Belo thì các bạn sẽ luôn luôn yên tâm với tem vàng chống giả này, phía sau nắp lưng này. Các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng là mình có mua được sản phẩm chính hãng hay không, mà chắc chắn nó là hàng chính hãng và nó là hàng phân phối chính thức ở Việt Nam nữa. Các bạn cũng sẽ nhận được đầy đủ những cái thẻ bảo hành quốc tế và với thời lượng bảo hành 5 năm trên toàn quốc. Giá của chiếc G-Shock GSTS 300G 1A1 này hiện tại nó đang có giá niêm yết là 8.202.000, và các bạn yên tâm là các bạn sẽ mua được với mức giá chỉ trên 6 triệu một chút với những cái chương trình sale của Belo Lê Thái Tổ. Đó, các bạn có thể truy cập vào đường link mà mình để trong phần mô tả của clip này thì các bạn có thể check được đúng chính xác giá sale. Đó, và nó sẽ rất là tốt so với cả mức giá niêm yết. Đó, ok. Các bạn sẽ nhận được cái sách về bảo hành quốc tế này, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh cho module 5445, những cái lưu ý sử dụng mà với mẫu pin năng lượng mặt trời này, và có thời gian thì Belo sẽ giới thiệu các bạn clip về cái hướng dẫn các bạn
hơn một chút khi mà các bạn sử dụng và bảo quản những cái mẫu đồng hồ G-Shock sử dụng pin năng lượng mặt trời nói chung. Và ngoài ra thì Belo sẽ tặng kèm cho các bạn những cái phần quà rất là giá trị và thú vị. Chúng ta sẽ có thẻ pin G-Shock miễn phí trọn đời, giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ chúng ta sau khi hết pin. Kể cả các mẫu pin năng lượng mặt trời thì Belo luôn luôn thay pin miễn phí trọn đời cho các bạn. Các bạn chỉ cần mang đồng hồ qua 46 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để chúng ta nhận được sự hỗ trợ của Belo. Các bạn có thể liên hệ đến hotline 024 6686 9898 để được hỗ trợ. Chúng ta sẽ luôn luôn được thay pin miễn phí trọn đời các bạn nha. Song song với đó là bảo hành 5 năm thì có thể nói là các bạn không còn một cái gì phải lăn tăn trong quá trình sử dụng nữa. Sẽ có được sự hỗ trợ từ cả phía hãng Casio G-Shock tại Việt Nam cũng như là Belo Lê Thái Tổ. Vâng, và chúng ta sẽ nhận được thẻ Belo VFV card này để giúp cho các bạn được giảm 15% trong mọi thời điểm. Chúng ta sẽ còn những chiếc vòng đeo tay G-Shock Belo cực kỳ cool này nữa, và có rất là nhiều các cái màu sắc, sắc màu để cho các bạn có thể tha hồ phối kết hợp cùng với chiếc đồng hồ G-Shock của mình. Đó, tất cả đều đang sẵn hàng và sẵn sàng cho các bạn trực tiếp trải nghiệm tại Belo Lê Thái Tổ. Và các bạn yêu thích màu vòng nào thì các bạn có thể inbox lại cho fanpage G-Shock VN của Belo để chúng tôi có thể phục vụ các bạn chính xác và đầy đủ nhất. Ok, và... Đúng rồi, xin chào bạn Trung Vũ, xin chào bạn Nguyễn Khôi. Vâng, giá 8.202.000 là giá niêm yết, là giá chưa sale. Còn sale còn hơn 6 triệu. Và bạn có thể truy cập vào đường link trong phần mô tả để các bạn biết được giá chính xác. Và Belo đã cộng trừ nhân chia rất là rõ ràng cho các bạn rồi. Ok, và mình rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một địa chỉ rất đẹp, nằm ngay đối diện tháp rùa, rất là quen thuộc tại bờ Hồ Hoàn Kiếm của chúng ta. Belo rất là mong chờ sự ủng hộ và đến trực tiếp giao lưu cùng với Belo Lê Thái Tổ. Vâng, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn G-Shock fan trong clip ngày hôm nay. Rất mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ các bạn G-Shock fan yêu quý của Belo Lê Thái Tổ. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.